Trên thế giới, Tây Ban Nha viện trợ 5 tỷ euro quân sự cho Ukraine. Nga tố NATO đang bị ảo giác thời chiến. Phát hiện khối vàng vô hình trị giá 24 tỷ đô la Mỹ ở Nam Phi. Mưa lớn ở miền Nam Trung Quốc, nhiều sông có thể xảy ra lũ vượt cảnh báo. Dầu cá làm tăng nguy cơ bệnh tim và đột quỵ với người khỏe mạnh. Tại Việt Nam, miễn học phí cho trẻ 5 tuổi từ ngày 1 tháng 9. Cháy lớn tại quán ăn, hai trẻ thương vong. Doanh nhân bị bắt oan 2 lần, mang án 34 năm mới nhận được lời xin lỗi. Hà Nội, quy hoạch chung cư thương mại 45-70m2, chỉ 2 người ở. Em bé 9 tháng tuổi tử vong sau khi tập phục hồi chức năng với bác sĩ giả. Chào mừng quý vị đến với chương trình tối nay ngày 28 tháng 5 của Khỏe Tự Nhiên. Chúc quý vị buổi tối an lành và hạnh phúc. Và sau đây sẽ là thông tin chi tiết về các diễn biến mới nhất trên thế giới. Tây Ban Nha viện trợ 5 tỷ euro quân sự cho Ukraine. Vào ngày 27 tháng 5, Tổng thống Ukraine Zelensky đã bay đến Tây Ban Nha gặp Thủ tướng nước này, ông Pedro Sanchez, để bàn vấn đề hợp tác quốc phòng, chuẩn bị các đợt viện trợ quân sự mới và đào tạo binh sĩ Ukraine. Ông Sanchez cho biết, hai bên đã ký kết thỏa thuận an ninh có giá 1 tỷ euro viện trợ trong năm 2024 cho Ukraine để tăng cường năng lực, nhất là về phòng không. Tây Ban Nha trở thành quốc gia thứ 10 ký thỏa thuận này với Ukraine. Về phần mình, Tổng thống Zelensky cho biết, theo thỏa thuận mới ký kết, nước này sẽ nhận được tổng cộng 5 tỷ euro hỗ trợ quân sự từ Tây Ban Nha trong vòng 3 năm tới. Bộ Quốc phòng Ukraine hôm qua ra thông báo cho biết đang thảo luận với Pháp và các nước khác về việc tiếp nhận giảng viên quân sự nước ngoài đến Ukraine để hỗ trợ huấn luyện cho binh sĩ. Nga tố NATO đang bị ảo giác thời chiến. Ngày 27 tháng 5 phản hồi lại việc Tổng thư ký NATO, ông Jens Stoltenberg, ủng hộ bỏ hạn chế để Ukraine sử dụng vũ khí phương Tây tấn công Nga. Phát ngôn viên Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho rằng NATO đang không chỉ trực tiếp tham gia vào cuộc đối đầu với Nga, mà còn đang rơi vào trạng thái ảo giác thời chiến. Vị đại diện Điện Kremlin cho hay Nga đã xác định NATO tham dự vào chiến cuộc ở Ukraine, nhưng chưa trực tiếp khai chiến với Nga. Trước đó, hôm 24 tháng 5 trả lời phỏng vấn, ông Stoltenberg đã kêu gọi các đồng minh trong NATO dỡ bỏ hạn chế để Ukraine sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp nhằm chống lại Nga với mục đích tự vệ. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhận định các nhà lãnh đạo phương Tây làm vậy chỉ nhằm mục đích duy trì ảo tưởng rằng phương Tây không phải là một phần của cuộc xung đột tại Ukraine. Phát hiện khối vàng vô hình trị giá 24 tỷ đô la Mỹ ở Nam Phi. Cũng trong ngày 27 tháng 5, trang chuyên khoa học IFL Science đưa tin, tiến sĩ Steve Chingaru, nhà luyện kim đến từ Zimbabwe, đã phát hiện trong 6 tỷ tấn quặng trong các khu mỏ vùng Witwatersrand tại Nam Phi, chưa tới 460 tấn vàng vô hình trị giá 24 tỷ đô la Mỹ. Đây là nơi diễn ra cơn sốt vàng lớn vào cuối thế kỷ thứ 19, ước tính nơi này chiếm 40% tổng lượng vàng đã khai thác trên trái đất. Vàng không phải luôn tồn tại ở dạng thỏi, thông thường chỉ có thể khai thác được 30% vàng tại mỏ vàng mật độ cao, với những hạt hoặc là cục vàng có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Đôi khi thì những lượng vàng rất nhỏ lẫn ở bên trong các khoáng chất không thể nhìn thấy bằng mắt thường, gọi là vàng vô hình. Tờ IFL Science nhận định đây là hy vọng mới có thể tạo ra nguồn tiền lớn từ những mỏ vàng đã bị khai thác và bỏ hoang trên khắp thế giới. Mưa lớn ở miền Nam Trung Quốc, nhiều sông có thể xảy ra lũ vượt cảnh báo. Kính thưa quý vị, vào sáng nay ngày 28 tháng 5, Trung Quốc tiếp tục phát đi cảnh báo mưa lũ lớn ở khu vực miền Nam. Nhiều sông vừa và nhỏ ở vùng này đã và sẽ xảy ra lũ vượt mức cảnh báo. Trước đó, ngày 27 tháng 5, Đài khí tượng Trung Quốc từng ban bố cảnh báo mưa lớn màu vàng khi 9 tỉnh ở miền Nam xảy ra mưa lớn không ngớt. Từ đầu năm đến nay, khu vực miền Nam Trung Quốc, đặc biệt là tỉnh Quảng Đông và Quảng Tây, liên tục hứng chịu mưa lớn. Hôm 19 tháng 5, thì cơ quan khí tượng Quảng Tây đã phát ra mức cảnh báo cao nhất, mức màu đỏ về mưa lớn. Tỉnh Quảng Đông cũng từng hứng chịu mưa lớn nhất trong vòng 100 năm qua hồi cuối tháng 4. Một vụ sạt lở đường cao tốc nghiêm trọng đã xảy ra ở thành phố Mai Châu vào rạng sáng ngày 1 tháng 5, cướp đi sinh mạng của hơn 100 người. Dầu cá làm tăng nguy cơ bệnh tim và đột quỵ với người khỏe mạnh. Các nhà nghiên cứu của Ngân hàng Sinh học Anh Quốc đã công bố nghiên cứu theo dõi sức khỏe của hơn 400.000 người Anh trong suốt 12 năm để ước tính mối liên quan giữa dầu cá, loại thực phẩm được khuyên là tốt cho sức khỏe của các bệnh nhân bị tim mạch. Theo dữ liệu nghiên cứu, việc bổ sung dầu cá hay còn gọi là dầu gan cá có thể làm tăng khả năng mắc chứng rung nhĩ lên 13% và thêm 5% tỷ lệ đột quỵ đối với những người khỏe mạnh.
Đối với bệnh nhân tim mạch thì việc bổ sung dầu cá làm giảm nguy cơ đau tim đến 15%, giảm 9% tỷ lệ từ suy tim đến tử vong. Bà Tracy Parker, thành viên nhóm nghiên cứu và là chuyên gia dinh dưỡng tim mạch của Bộ Y tế Anh Quốc cho hay, chúng tôi không khuyên bạn nên bổ sung thực phẩm chức năng dầu cá omega 3 để ngăn ngừa các bệnh về tim. Nó không thể thay thế cho các chế độ ăn uống lành mạnh là ăn nhiều cá hơn, ít thịt đỏ hơn, cùng với lại nhiều trái cây và rau quả, các loại đậu và ngũ cốc nguyên hạt để luôn có hệ tim mạch khỏe mạnh. Tiếp theo mời quý vị chuyển qua phần tin tại Việt Nam. Miễn học phí cho trẻ 5 tuổi từ ngày 1 tháng 9. Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản yêu cầu các tỉnh thành thực hiện chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và hỗ trợ tiền đóng học phí theo Nghị định 81. Như vậy, thì tất cả trẻ mầm non 5 tuổi ở các trường công lập được miễn học phí bắt đầu từ ngày 1 tháng 9. Trước đây, nhóm được hỗ trợ là trẻ khuyết tật, diện hộ nghèo, mồ côi, vùng sâu vùng xa, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn. Với khoản thu ngoài học phí như dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục, các trường thực hiện theo quyết định của địa phương. Năm học vừa qua, các tỉnh thành vẫn áp dụng mức thu từ năm 2021 trở về trước, cao nhất là 200.000 đồng một tháng. Một số tỉnh thành miễn học phí cho tất cả học sinh, gồm trẻ mẫu giáo, mầm non, đó là Hải Phòng, Quảng Bình, Đà Nẵng, Bà Rịa Vũng Tàu. Cháy lớn tại quán ăn, hai trẻ thương vong. Vào ngày 28 tháng 5, một vụ cháy nghiêm trọng đã xảy ra ở một quán ăn gần cổng nhà máy nhiệt điện BOT Hải Dương, thị xã Kinh Môn, Hải Dương, khiến một người tử vong và một người bị thương. Địa điểm xảy ra cháy là kiosk bán hàng ăn được xây dựng nhà cấp 4, mái lợp tôn, có diện tích rộng khoảng 150m2, vị trí cháy rộng khoảng 30m2. Bước đầu xác định nguồn cháy từ khu bếp của kiosk, nghi là rò rỉ khí ga. Thời điểm cháy thì trong kiosk có 5 người, hai cửa cuốn được mở hết. Do rò rỉ khí ga, lửa bùng lên và lan sang một phòng nhỏ, do chủ kiosk tự ngăn, có trẻ em đang ngủ. Vụ hỏa hoạn đã khiến toàn bộ quán cơm bị cháy rụi, hai người con của chủ quán, một bé đã tử vong và một bé bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương, tiền lượng rất xấu. Doanh nhân bị bắt oan hai lần, mang án 34 năm mới nhận được lời xin lỗi. Cũng trong ngày 28 tháng 5, ông Lâm Hồng Sơn, 68 tuổi, Việt kiều Mỹ, được Viện Kiểm sát hai tỉnh An Giang và Long An cùng cơ quan cảnh sát điều tra xin lỗi công khai, phục hồi danh dự sau 34 năm bị bắt oan hai lần. Ông Sơn bị bắt giam hai lần từ năm 1990 đến năm 1991 khi cùng Ban Chỉ huy Cảnh sát An Giang ký hợp đồng mở cơ sở chế biến thức ăn gia súc. Trong quá trình kinh doanh, ông bị cáo buộc là lừa đảo và bị bắt. Khi vừa được thả tự do thì ông tiếp tục bị bắt về hành vi lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản, sau đó trốn thuế. Tuy nhiên thì các cơ quan tố tụng đều không đủ bằng chứng buộc tội ông. Là nạn nhân của hai vụ án hình sự oan sai, sau hơn 30 năm, nhận được lời xin lỗi công khai của Viện Kiểm sát Nhân dân và Công an hai tỉnh, ông Lâm Hồng Sơn không khỏi xúc động. Kể từ năm 1990, ông Sơn đã gửi hơn 100 lá đơn đến các cơ quan trung ương và địa phương để kêu oan cho bản thân. Ông cũng cho biết, người cha 94 tuổi đang trên giường bệnh, mong ngóng từng phút, từng giây về tin tức con trai được xin lỗi, phục hồi danh dự. Ông chia sẻ thêm rằng, cuộc sống gia đình bị đảo lộn từ khi ông bị bắt oan. Khi ra tù, các tài sản đều tiêu tan, ông phải bán căn nhà ở quận nhất Sài Gòn để trang trải cuộc sống và lo cho các con. Hiện ông Sơn thực hiện các bước để yêu cầu bồi thường gần 6 tỷ đồng. Hà Nội quy định chung cư thương mại 45-70m2 chỉ 2 người ở. Vâng, kính thưa quý vị, mới đây thành phố Hà Nội đã ra quyết định về phương pháp xác định chỉ tiêu dân số với nhà chung cư hỗn hợp và một số công trình có lưu trú khác. Trong đó, với căn hộ một phòng của chung cư hỗn hợp làm nhà ở thương mại, diện tích sử dụng căn hộ từ 25-45m2 tính 1 người ở, căn hộ 2 phòng ở, căn hộ từ trên 45m2-70m2 tính 2 người, căn hộ từ 70-100m2 tính 3 người, căn hộ từ 3 phòng ở trở lên, diện tích 100-125m2 tính 4 người, căn hộ từ 125m2 trở lên tính 5 người. Với chung cư hỗn hợp làm nhà ở xã hội được xác định theo cơ cấu phòng ở và diện tích sử dụng căn hộ tương ứng. Theo thành phố, quy định chỉ tiêu dân số với các loại nhà ở thương mại và nhà ở xã hội nhằm đảm bảo mật độ dân cư, môi trường sống cho người dân cũng như là khả năng đáp ứng của hạ tầng đô thị. Tuy nhiên thực tế nhiều chung cư, đặc biệt là ở các quận và huyện ven đô có mật độ dân số rất lớn, thường 3 đến 5 người trong căn hộ 50-70m2. Với giá chung cư cao như hiện nay, số người ở thực tế trong căn hộ còn có xu hướng tăng lên. Em bé 9 tháng tuổi tử vong sau khi tập phục hồi chức năng với bác sĩ giả.
Vâng thưa quý vị, đây là sự việc xảy ra với người mẹ 32 tuổi tại Sài Gòn. Trước đó, con gái 9 tháng tuổi của chị sau khi khám bệnh tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 thành phố Hồ Chí Minh được chẩn đoán là bị bệnh lý nội thần kinh, cần được theo dõi định kỳ và tập vật lý trị liệu phục hồi chức năng. Trong thời gian bé theo dõi điều trị tại bệnh viện, gia đình chị đã gặp người đàn ông tên là Nguyễn Quốc Thắng, 40 tuổi, tự xưng là bác sĩ của khoa phục hồi chức năng, giảng viên của Bệnh viện Nhi Đồng 2 và thường đến thăm khám cho các bệnh nhi khác. Sau đó, ông Thắng đã tiếp cận và hứa chữa trị cho bé vì thương xót với giá là 300.000 đồng một ngày. Thời gian tập là từ 30 đến 45 phút, phác đồ điều trị khoảng 3 năm sẽ giúp bé hoàn thiện các kỹ năng như là lật, bò, trườn, ngồi, đứng và đi như trẻ bình thường. Ông Thắng thường xuyên đến nhà điều trị cho bé. Người mẹ cho biết thêm, trong quá trình làm việc thì người này không tập trung, thường xuyên sử dụng điện thoại. Gia đình chị nhắc khéo thì vị bác sĩ tỏ ra khó chịu và mạnh tay hơn với bé. Xác nhận vụ việc, đại diện ban giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết đã tiếp nhận bé gái nhập viện trong tình trạng tím, ngừng tim, ngừng thở, không có mạch và huyết áp. Ngoài ra thì khẳng định ông Nguyễn Quốc Thắng không phải là nhân viên của bệnh viện. Đại diện bệnh viện nhận định nhiều khả năng đây là đối tượng từ bên ngoài trà trộn vào khu điều trị để lôi kéo, dụ dỗ bệnh nhân khám chữa bệnh ngoài bệnh viện. Sau khi lo hậu sự cho con thì chị đã gửi đơn tố giác tội phạm đến Sở Y tế và cơ quan công an. Vâng, kính thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tối nay của Khỏe Tự Nhiên. Kính chúc quý vị có một buổi tối vui vẻ. Trần Tiến xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.